chăm, được sử dụng trong các nền văn minh cổ đại như một phương pháp tự nhiên để thanh lọc cơ thể, loại bỏ độc tố và bệnh tật khi thêm vào trà thảo dược. Gừng và chanh, đây là hai trong số loại thuốc tự nhiên mạnh nhất thế giới. Người Hy Lạp cổ đại đã sử dụng gừng như một loại gia vị tốt cho sức khỏe từ hơn 5.000 năm trước. Hai nguyên liệu này cũng được sử dụng trong y học truyền thống Trung Hoa và Ấn Độ như một thần dược đến từ thiên đường. Uống hỗn hợp nước gừng và chanh mỗi ngày sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể, đặc biệt tốt trong việc giải độc các cơ quan nội tạng và giảm mỡ cho cơ thể. Trong video này, chúng tôi giới thiệu với bạn một công thức đơn giản và dễ làm tại nhà. Nguyên liệu dễ tìm và nước thì dễ làm. Công thức nước chanh gừng. Bạn sẽ cần 60g gừng tươi, 2 quả chanh, 500ml nước nóng. Cách làm: gọt vỏ và cắt gừng thành từng miếng nhỏ. Cho gừng vào nước nóng, ngâm gừng trong 20 phút, cắt lát chanh mỏng và thêm vào nước. Làm lạnh trong 2 giờ là uống được. Bây giờ bạn có một thức uống giải độc gừng và chanh tuyệt vời. Uống nước này trong ngày để giải độc cơ thể và các cơ quan nội tạng. Nhờ đó kích hoạt các tác dụng chữa bệnh của hợp chất bổ dưỡng này. Tác dụng của nước chanh gừng: 1. Giúp tiêu hóa thức ăn hiệu quả. Thức uống tự nhiên này giúp cơ thể bạn tiêu hóa thức ăn hiệu quả hơn, giúp chất dinh dưỡng từ thức ăn được cơ thể hấp thụ tốt hơn, từ đó cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn. 2. Tác dụng làm ấm dạ dày. Điều này có được là nhờ các hợp chất trong gừng như gingerol và zinabarine tác dụng mạnh mẽ cùng với vitamin C trong chanh để làm sạch và thanh lọc nội tạng, thải bỏ độc tố mà chúng ta đã ăn từ đồ ăn vặt hoặc các loại thuốc uống. 3. Kháng viêm hiệu quả. Lợi ích chính của hỗn hợp tuyệt vời này là khả năng kháng viêm. Hỗn hợp giúp thải loại các chất dịch dư thừa từ cơ thể là nguyên nhân gây ra các điểm áp lực trong cơ và khớp. Điều này tuyệt vời cho những người bị đau khớp và viêm khớp. 4. Giàu vitamin C. Thức uống nhiều vitamin C này giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ và cải thiện hệ thống miễn dịch, từ đó thúc đẩy cơ thể của bạn chữa lành khỏi bệnh tật và chấn thương thể chất. 5. Ổn định dạ dày. Gừng mang lại cho thức uống này trở thành hợp chất ngăn ngừa các vấn đề axit dạ dày gây đau cho cơ thể chúng ta, trong khi chanh thì giúp dạ dày phân hủy thức ăn. Điều này giúp điều trị chứng trào ngược thực quản, axit trào ngược, ợ nóng và khó tiêu. 6. Giảm mỡ. Trong vòng 1 hoặc 2 tuần, bạn sẽ nhận thấy sự biến chuyển tốt hơn về tiêu hóa của bạn. Nước uống cũng kích hoạt các hormone đốt cháy chất béo, từ đó giúp cơ thể của bạn giảm mỡ thừa. 7. Cải thiện não bộ. Cơ thể chúng ta thường bị mất nước do các thức uống nhanh và không lành mạnh. Hỗn hợp nước chanh gừng này có thể ví như thuốc bổ hydrat, đưa vào cơ thể và cung cấp các chất khoáng thiết yếu. Điều này cải thiện chức năng não, giúp bạn suy nghĩ rõ ràng hơn. 8. Tốt cho cổ họng. Hỗn hợp của chanh và gừng giúp chống viêm họng, cảm cúm, cảm lạnh ho, xung huyết và viêm xoang. Tác dụng hiệu quả giúp cho trong lành đường thở, làm lành nhanh cổ họng hơn khi bạn bị nhiễm trùng. 9. Hạn chế tăng huyết áp và tim mạch. Các chất tự nhiên tuyệt vời trong loại nước chanh gừng detox này cũng tăng cường sức mạnh cho các tĩnh mạch và động mạch trong cơ thể, từ đó cho phép máu lưu thông tốt hơn, nhờ vậy giúp ngăn ngừa các tình trạng như tăng huyết áp cao, tim bệnh, đột quỵ, rối loạn cương dương và bất lực. 10. Cải thiện ham muốn. Gừng cũng được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong y học cổ đại Trung Quốc như một chất kích thích tình dục để kích thích cả cơ thể và lý trí. 11. Giảm nguy cơ sỏi thận. Nước trong các muối chanh làm giảm nguy cơ sỏi thận vì khả năng làm sạch thận của chanh. Chanh cũng giúp phá hủy tích tụ axit uric đối với người bị bệnh gút. 12. Giảm chứng hôi miệng. Nếu bạn đau khổ với hơi thở hôi thì thuốc bổ này chắc chắn là hữu ích. Thành phần trong nước uống này không chỉ trung hòa mùi mà nó còn khiến bạn có nhiều nước bọt. Điều này tiêu hủy các vi khuẩn gây mùi trong miệng. 13. Ngăn chuột rút cơ. Khi người càng lớn tuổi thì càng dễ bị nguy cơ chuột rút chân và bàn chân. Thức uống này giúp máu chảy qua các cơ để ngăn chặn vấn đề này. 14. Gừng giảm nguy cơ ung thư.
Gừng đã thể hiện trong báo cáo nghiên cứu là có tác dụng ức chế sự phát triển của một số bệnh ung thư, đặc biệt là đối với các bệnh nhân ung thư vú. Do đó, đây là một thức uống hàng ngày tuyệt vời cho phụ nữ. Nếu bạn thích video này, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và đăng ký kênh. 15. Giảm đau và buồn nôn. Nước chanh gừng được tuyên bố rằng thức uống này mạnh như thuốc ibuprofen khi nói đến giảm đau. Nước detox này cũng sử dụng để điều trị buồn nôn cho bệnh nhân hóa trị, phụ nữ bị đau bụng kinh hoặc mắc các chứng say sóng, say tàu xe. Gừng tươi và chanh tươi thì tốt hơn. Bạn cũng có thể dùng gừng khô hoặc bột chanh cho công thức này. Tuy nhiên, nguyên liệu tươi luôn luôn tác dụng tốt nhất vì chúng chứa nhiều khoáng chất, vitamin và enzyme. Để tìm hiểu thêm về các loại thuốc bổ lành mạnh như thế này giúp cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn, mời bạn xem các video khác của chúng tôi. Chúc bạn sức khỏe và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.